Đây là game rất chi là kinh dị cho nên là không khuyến cáo cho các trẻ dưới 18 tuổi. Việt mẹ không có tiếng Việt nhỉ. Tất cả những cái sự kiện, event, các thứ nhân vật trong này đều là hư cấu. Game này có bọn tôi mới làm nên là chỉ có 20% kinh nghiệm làm game thôi, hình như là thế. Này con gì nhỉ? Con rối nước thì phải. Con rối nước đúng rồi. Chú Tễu. Anh đi xem rối nước bao giờ chưa? Anh rồi, ngày xưa anh làm du lịch mà, anh phải đi xem mà. Có nhà hát rối nước ngay trên bờ hồ đấy. Đi đi ông, anh đang định đi đấy, 200 vé. Đéo sợ lắm nhỉ. Đây là đang đào bộ này. Ui, đào cái đéo gì đấy? Đào kho báu. Anh này chơi Cold Dragon. Ừ. Tôi đánh giá tiếng hét là hơi cute nhá. Ồ, tỉnh dậy và đéo nhớ mình là ai. Ui, đồ họa đẹp phết đấy chứ nhỉ? Đẹp phết đấy. Ok chứ. Hello. Vùng hoang tưởng. Nhấn space để đứng dậy. Ô, chứng minh nhân dân. Xem nào. Phùng Thanh Độ đấy. Này gì đó. Lê Đăng Nhật Huy. À, sinh năm 1990. Huy chấp à? Địa chỉ là quận 1, à quận 11 hay quận 1 gì đấy. Thì ông này là người Sài Gòn. Ông này phải xem bối cảnh này. Đây là sinh viên, chắc chắn là trọ rồi. Nên kiểm tra ghi chú trên bảng để tiếp tục đi ngủ. À thế đi ngủ luôn. À trước khi tiếp tục đi ngủ. Ông này sinh viên rồi. Quạt kiếp các thứ này. Ui, à, sinh viên đéo trong nhà có cả bàn thờ ạ. Phách là cứt thật. Thờ ai đây? Ý nghĩa về sự chết, đau khổ và thời gian. Sao lại sự chết đau khổ nhỉ? À, từ từ nhá. Nếu như đây là bố, là mẹ thì bên dưới này thấp hơn thì sẽ phải là chị gái hay là em gái gì đó. Tên là ông bà rồi. Ờ thì có thể. Nhưng mà trong cái ảnh này hơi trẻ nên anh nghĩ là trên chắc là bố mẹ. Hợp lý hơn. Bên dưới này sẽ là chị hay em gái. Đây có cái ảnh bị xé này. Ôi bóng típ này. Ôi đúng Việt Nam kiểu có hai cái đèn này trông đáng yêu. Đây gọi là đèn quả nhót. Ừ. Nhót. Bê bê ít người dùng cái đấy nhỉ. Ui, nhìn. Bà. Nhớ. Một, đảm bảo tất cả đồng hồ trong nhà hoạt động chạy đúng giờ. 2. Viết vào nhật ký những gì vừa mơ. 3. Phải đi ngủ lại trước 15 phút. Từ nha, ông này phải có vấn đề gì đấy rồi. Ông này có vấn đề về trí nhớ. Ông này vừa ngủ dậy trên cái bàn máy tính và ông này đéo nhớ một cái gì cả. Viết vào nhật ký những gì vừa mơ. Thế là ông này vừa ngủ. Chắc là ngủ hay mơ. Ed Falling the Good of Lucy Dreaming. À, phân tích về giấc mơ ở thế giới. You see the gate. Hết mẹ rồi. Lucid Dream là cái gì? Lucid Dream là kiểu điều khiển lại giấc mơ ấy. Ừ. Luyện Lucid Dream ấy. Rồi anh ơi. Thật là mệt mỏi. Kiểu cái giấc mơ mà mình có thể điều khiển được. Trưởng khoa gửi tin nhắn. Dạo này trông em không được khỏe cho lắm. Sắc mặt em tái nhợt không được hồng hào. Tôi có cảm giác là gần đây em học không được tốt. Tôi tin rằng có vấn đề gì đó xảy ra. Nếu có thể giúp được thì hãy cho tôi biết. Thầy trưởng khoa quan tâm thế nhỉ? À nhóm này khoa tâm lý. À ông này bị bệnh về tâm lý. Ông kia tên là Hitmoy kìa. Ở đâu? Hitmoy. Ờ nhờ Hitmoy. Ông kia tên Hitmoy ạ. Nhóm khoa tâm lý. Nghe ghê thế. Ừ. Cái này thôi à? Ông nick được à? Nick tin nhắn được à? Ô của em Khoai này. Trong lớp của bạn Khoai này. Ui bạn mít luôn. Thằng này dùm dùm vậy. Ờ, anh đang đéo sử dụng được chuột này, đéo làm gì? Tiên bồng. Hay đế môi chỉ gì? Chào Nhật Huy, à bạn này tên Huy đúng không? Thầy thấy dạo này trong em có vẻ không được khỏe, không hiểu vì sao tôi cảm giác gần đây em làm việc không được tốt cho lắm. Theo báo cáo em đã nghỉ học 5 buổi online mà không báo trước trong tháng này. Tôi tin rằng đã có vấn đề gì đó không ổn xảy ra, nếu tôi có thể giúp thì hãy xin lại cho tôi biết. Rồi xong bấm escape để thoát, rồi đéo có cái gì nữa. Chìa khóa. Chìa khóa tủ. À. Đây chìa khóa xe VinFast hay sao ấy? Thôi luôn. Tủ à? Tủ. Đéo có tủ đây nhỉ? Thế thằng này ở bẩn thế. Tủ này à? À tủ này. Đây. Chọn xoay e dùng.
Nhật ký giấc mơ. À đây rồi, mỗi lần mơ là nó phải ghi vào nhật ký. Ngày 31 tháng 7, kỳ lạ, đêm qua tôi mơ thấy người phụ nữ treo cổ trong căn phòng đó, lưỡi cô ta thè dài ra, máu mắt và máu mũi nhìn rất là khủng khiếp. Ngày 3 tháng 8 là sau đó 9 ngày, tôi lại mơ thêm một người đàn ông cầm dao rượt đuổi phải chạy vào căn nhà lạ trong khu chung cư cũ. Tôi ra sức tìm cách chặn cửa, người phụ nữ trong căn nhà đó lại bình thản ăn cơm. Tôi gào thét nhờ giúp đỡ, bà ta đứng lên, ruột của bà ta lòi ra rớt ra ngoài. Bà ta nắm lấy tôi và luôn miệng hỏi, sự thật là gì, sự thật là gì hả Huy? Tôi không hiểu sự thật là gì. Ngày 8 tháng 8 là cách đó 5 ngày nữa. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ, không biết nên gọi là mộng đẹp hay là ác mộng. Cha tôi đi làm về cho tôi hộp quà rất đẹp. Nhưng khi tôi mở hộp quà ra thì thấy một mảnh giấy viết gì đó, tôi không đọc được. Mẹ tôi dọn cơm, kêu mọi người ăn, nhưng trên bàn toàn là giòi. Mẹ xới đầy giòi đưa cho tôi và hỏi, sao con không về nhà? Ngày 14 tháng 8, sau nhiều ngày nghiên cứu, tôi quyết định thực hiện Lucid Dream và đã mơ thấy nghi lễ gì đó. Cha mẹ tôi cũng ở đó, mọi thứ rất mơ hồ. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Ngày 15 tháng 8 là sau đấy một ngày, hình như tôi hiểu hơn một chút rồi. Những con rối, họ chính là gia đình của tôi. Nhưng họ muốn nhắn nhủ điều gì? Từ từ nha, gia đình thằng này còn sống không ta? Thằng này sử dụng cái Lucid Dream, có nghĩa là nó nhập vào giấc mơ à? Chủ động chính giấc mơ, điều khiển giấc mơ. Lucy. Alan Walker rồi. Rồi cứ làm mấy cục pin con nó đã. Pin con ế. Đáng yêu đấy chứ. Pin này kênh chat sản xuất chứ sao ấy nhỉ? Ông làm Grab à? Kiểu sao nhà ông này tối om nhỉ? Trông như kiểu ông này trọ em ạ. Đang cách ly à, chứ tầm mình dịch bệnh. Đây là bếp chung. Bếp. Chứ bồn rửa chén thối tha. Ê, rán. Ê, rán, 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 rán. Cái te quá má ơi. Ba giờ sáu phút, đảm bảo tất cả đồng hồ đều chạy đúng giờ. À, tao hiểu rồi. Ông này chắc chắn là bị rơi vào trong cái hoàn cảnh là không biết thực hay là mơ. Nên là nếu như tất cả đồng hồ đều đang đúng giờ thì ông này đang là thực tại. Còn nếu như đồng hồ bị sai giờ thì ông này đang nằm mơ, trong cơn mơ. 3 giờ 6 phút. 3 giờ 6 phút này cũng có trong cái quyển sổ tay đấy. Vẫn chạy tốt. Cũng có mốc thời gian. Từ từ nha, 3 giờ 6 phút tôi lên xem lại cái đồng hồ trên nhà đã. Nhìn tối tối sợ, kinh quá. Đúng kiểu nhà Việt Nam nhỉ. Sống ở. Mình chỗ này sợ ố dư. Luôn khóa tủ. Đây lại là 3 giờ 7 phút. Đúng 1 phút rồi anh, 1 phút chưa qua rồi. Không. Sai sai sai. Sai ở đâu? Tin anh, ông này đang mơ, đéo phải thật. Ô, ông chạy Grab à? Nhà này trông ghê cơ. À, 3 giờ 7 phút đúng rồi đấy. Mì có con mì. Ú, đám cưới chuột. Ba giờ 7 phút. 3 phút 8. Ú, mình lại sợ quá. Cười đi. Đéo sợ. Gì vậy? Đang cách ly. Trạm y tế phường, số đẹp thế. Cánh cửa bị khóa từ bên trong. Tôi chết mẹ rồi. Theo tâm lý của bọn làm game là sau khi cái này đổ xuống là nó sẽ có một sự kiện khác diễn ra từ A đến B. Và mình sẽ phải quay lại, nó sẽ có một cái đéo gì đấy. Em thấy là trên cửa là có cái đồng hồ. À ừ đúng. Xem giờ, xem giờ. Đôi giờ rồi. Sao đồng hồ này là 12 giờ? Ui 12 giờ. Chứ đồng hồ này ngừng hoạt động. À thả pin vào. Có pin nhỉ? Trong... Pin con ế. Đúng. Pin con ế. Con ế. Pin kênh chat.
Tin con tin cái chat. Đúng giờ. Sao lại đúng giờ? Đây là 2 giờ bao nhiêu mà? 2 giờ mà. Đúng. Chuẩn là 3 giờ 5. Chứ. À nó 3 giờ 10 sao? 3 giờ 10 mà. 3 giờ 9 kìa. 3 giờ 9. Ừ, thì chắc là đúng rồi đấy. Đang tỉnh anh ơi, không mơ. Gì đây? Em biết bây giờ về phòng. Ừ, đây chắc. Ui giời. Nghe tạch phát cái đéo gì nhỉ? Chúng mày bị nghe thấy không? Không. Không. Tạch nghe tao vừa nổ phát tạch phát lại giật hết cả mình. Phòng anh hay sao ấy đồ? Phòng anh đấy. Trời ơi. Có đồng hồ anh đúng giờ không? Đi ngủ luôn. Bây giờ đi ngủ này. Đi ngủ phát là vào lucid dream luôn. Lucid kiểm tra ghi chú trên bảng rồi, kiểm tra xong mẹ hết rồi còn đéo nữa. Phải đi ngủ lại trước 15 phút là sao nhỉ? Anh bị quá hay sao ấy? À, đúng không, chưa quá. Viết gì nhật ký em? Quá 15 phút tức là ví dụ 3 giờ 15 ấy thì phải đấy, ngủ trước 3 giờ. Kêu viết gì mà? Con rối từ trên kệ có vẻ không cần được sửa chữa. Ơ, à, con này vừa rơi này. Nãy em đéo con này. Viết nhật ký nghe. Cái bút kìa. Đéo có bút. Bút trong ngăn kéo. Trong học tủ kìa. Đéo lấy được bút kìa bạn. Đây. Từ từ ạ. Mẹ nó phải từng hành động một bạn ạ. Này hành động hơi ngoằng. Cái gì đây? Ngày 16. Ồ, thế là hôm nay là ngày 16 tháng 8. Nhật Huyên. Em gái thân thương hôm qua đã xuất hiện trong giấc mơ. Tôi nhìn thấy con bé mặc bộ đầm trắng yêu thích của nó y như lúc nhỏ. Con bé liên tục than thở bị mắc kẹt ở chung cư cũ. Có chuyện gì với em vậy? Ê, gái nó. Từ từ, thế thì em gái nó cũng chết, bố mẹ nó cũng đã chết. Thế thì đây là em gái nó. Ừ, đấy. Đây là bố mẹ nó. Mấy giờ rồi? À, cứ mỗi lần mình làm cái action nào đấy thì nó sẽ lên 1 phút. Thế chưa đến 15 phút, chưa ngủ được đúng không? À, đi ngủ được rồi. Ngủ thôi. Ngủ là ăn cứt đấy. Thôi. Dậy. À chứ, bây giờ mới nhầm rồi. Không tắt đèn à? Không ngủ. Trong cõi mơ. Lucid dream rồi. Chúng ta trở về thực tại. Ta nghỉ ngơi. Rồi sao? Ôi trời ơi, xong mơ lại biến mẹ đi đâu rồi. Tuyệt vời quá. Có khi là phải quay lại cái chung cư cũ đấy. Tại con bé nó cũng hay xuất hiện đấy. Ha ha. Ha ha. Tuyệt vời quá. Đèn dầu trong Việt Nam vậy. Cấm hút thuốc. Không nhìn về phía sau khi có người gọi tên. Không chạy nhanh. Không đứng trong phòng tối quá lâu. Luôn chạy về phía trước. Không ở lại đây quá lâu. Hành lang riêng tư ạ. Không chạy nhanh. Không đứng trong phòng tối quá lâu. Luôn chạy về phía trước. Không nhìn về sau khi người gọi tên. Thằng này tên Huy đúng không? Huy ơi. Lên đò. Ủa, tao vừa nhặt được cái... tao vừa nhặt được cái đèn đâu rồi? Cái gì ấy? Ép. Núp ép bật đèn. À, rồi. Quay lại làm gì anh ơi? Đừng quay lại đây. Thì tao đéo thấy nó gọi tên tao, tao phải quay lại. Không, đừng quay lại, đừng. Hình như nó cần mình giúp sao không quay lại? Thôi, đừng quay lại thôi. Thôi. Đâu có đâu, nó đi đâu rồi? Ê, đây thiếu một... Năm thiên tư anh ơi, cắt tóc chỗ cắt tóc. Chung cư gì kinh vậy? Nhiều cái đường hầm. Nhột cái đít thế nhỉ? Sẽ nhột ở đít. Ồ, đây có cái hồ bơi ấy, trông hợp lý thế nhỉ? Hồ lấy nước này. Chiêu ấy. Ui. Phải vào đấy anh ơi, bắt buộc. Không bắt buộc. Phải vào á.
phải vào đấy. Không đọc cái cửa. Đọc cửa thì sao anh? Chữ ở đâu? Ở con cửa. Cửa có mà. Ở sau. Trời ơi, vội xong rồi. Ra đọc được, ra đọc được, ra đọc được. Từ từ. Đằng sau, đằng sau. Bên phải, bên trái, bên phải đấy. Thầy Nguyễn Lợi Danh, đệ tử đệ nhất Pháp Sư Nam Kỳ Trần Đại Cường, chuyên cầu quý tử trục vong giải hạn. À, thầy. Thầy nếp. Thầy trông có vẻ đéo ở nhà. Ốc quyển vở tuổi thơ vậy. Thầy nghiện thuốc lá. Thiên La phù thuật xuất hồn nhập cảnh. Nhập cảnh. À, thầy làm ở sân bay à? Thầy hút mèo. Ôi. Thầy hút mèo luôn mà sang đấy. Ngày 15 đúng không? 9 luôn à. Ui. Thầy. Thầy đéo trong kinh thế. Thầy giống zombie thế. Không phải đâu. Thầy ơi. Thầy Danh đúng không ạ? Thầy Danh ơi! Ôi, đéo sợ đâu. Ủa? Thầy đâu? À, thế là bắt buộc. Bắt buộc rồi. Ô. Vòng lặp à? Vòng lặp vô tận. Là vòng lặp hay là đi, mẹ chết rồi? Sai rồi, mình sai. Không bắt buộc. Đúng. Quá. Thầy đéo sợ đâu. Đông người không sợ đấy. Mình anh nhìn lại đi anh. Chạy ngay. Như bài mình thấy sao? Đâu, đấy là con em gái mình đấy. Tao nghĩ thế. Váy trắng mà. Wow. Thế thì hay là cả nhà này chết trong dịch Covid nhỉ? Đang trong thời gian cách ly. Chẳng biết đâu. Nghiên cứu đấy. Đi cứ đi từ từ. Đéo chạy được cơ, cay thế nhỉ? Họ không được chạy. Đi thẳng thì xem. Thanh Trúc thực hiện các kiểu hợp thời trang. Thanh Trúc chuyên thiết kế thời trang. Tiệm may. Đi vào được luôn. Như đây nhà mẹ nó hồi xưa. Mẹ Thanh Trúc nhà quê mình vậy. Ừ. Máy khâu. Chiếc máy khâu của mẹ đấy. Cảm giác như có người vừa ngồi đấy. À về quê không, nó đang ở căn chung cư cũ ngày xưa của nhà nó. Nhà nó kiểu bị lặp lại những cái gì tuổi thơ của nó. Ui, đi mà trong Việt Nam vãi cứt nhỉ. Nên giờ kiếm một thể có thể sử dụng được. Cơm cháo vậy. Hay nồi cơm. Cơm. Đéo có cái gì nhỉ? Nấu mà đúng không? Chứ nhặt được cái gì cả. Mũ nhấn được hay sao anh? Cái gì? Cơm này. Cái mũ. Cái nón. Ờ, ok. Dán đi anh. Dán kìa. Ê, bát này có phải đi. Ui. What the fuck? Để em không có gì, không có gì. Đi lại giờ sao? Thôi, cứ lại gần đi. Lấy cái mũ đập nó. Hả? Lấy cái đàn đập. Em mình mà. Đéo gì không ấy. Tay nó dài thế. Chiếc mũ của bố. Bố thường dùng chiếc mũ này khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ như vào phòng nào nó cũng bị en ra. Hay là demo đến đây thôi à? Địt mẹ đéo nhảy được, phải đi vòng ra ngoài cái võng ạ. À. Thề. Đi lùi nghe, đừng nhìn nó. Đúng. Đéo nhìn nó tí nó hù tao, tao còn giật mình hơn. Thằng đừng thế thì cái ngõ nhà thằng này có mỗi nhà thằng này với cả nhà thầy à, thầy Danh à? Thầy này giống kiểu
kiểu bùa gì đấy. Thế trông kiểu trông kiểu poster. Chết mẹ rồi. Xuất hồn nhập cảnh. Kiếm kỹ anh ơi. Trái nào anh sẽ thôi trái cái, cái. Ừ, thôi thầy niệm đi. Kệ thầy luôn đấy, kệ thầy luôn. Lấy cơm. Nấu cơm à? Sao lại cơm đã hỏng mà không có chén, có phải nhà này không cơm? Chết mẹ rồi, phải sang nhà bên kia lấy cơm rồi, nãy mình nhặt được cái bát mà đúng không? Đúng rồi, phải quay lại đúng rồi. Từ từ nhưng mở ra xem trong người lấy gì đã. Cúng cơm. Ui trời. Quá rồi. À, à chắc phải cúng thì mới 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 vào được bên kia sao ấy. Ừ. Về lấy bát cơm nữa. Đến mấy bài thờ chứ. À lúc nãy là mình vào phòng này nhưng mình đã có cơm và sao thầy bắt. Đúng rồi. Phải cho thầy ăn cơm. Chứ nha, con bé nghẹo cổ cái đéo sợ đâu, nó chỉ hù mình thôi chứ còn thầy này là nó giết mình luôn đấy. Anh tưởng nó có mấy cái đen đen trong cái hình người nhỉ. Tuy rằng chén cơm rất ngon nhưng tôi không cảm thấy đói bụng. À mày đang làm ma mà không, thằng này cũng chết mẹ rồi cũng mà nên. Mày đói rồi. Ừ. Mày đói. Mà no chứ. Thế mày đi chậm vãi. Ừ, cái đi chậm đéo chịu được ấy. Nhưng mà đi chậm này được cái hay là nó sẽ không đuổi mình bạn ạ. Chắc chắn là không, sẽ không có những cảnh giật đuổi. Mình sẽ không sợ. Cúng ở đâu? Mấy cái bàn thờ anh cúng ở cái chỗ kia mà. Cái bàn thờ phòng. Đây à? Bàn thờ ngoài chưa có mấy. Bàn này á? Ờ. Thử á, thầy thử á. Cái gì kìa? Chuẩn bị gia đình. Mẹ em đang đọc mà. Ê thầy ơi, thầy. Mình đưa cơm trước đâu thầy. Thầy. Sao thầy vội thế nhở? Thầy đói lắm rồi. Thầy đói. Thầy đói lắm rồi. Sợ ấy. Phải gặp lại con em một lần nữa. Phim ma gì đấy. Sợ thật đấy. Vãi cả cứt rồi. Có mọi người không làm sao nhưng mà. Xem may mà xem đồng ấy. Xem một mình chết đòn. Mẹ nó đéo cho chạy cày thế nhở. Thế là phải lấy cơ và thế là phải bị hù. Biết rồi. Nghe to quá vợ nhắn tin rồi. Bọn nhắn tin rồi à? Anh xin lỗi. Game ma sợ quá. Bắt buộc ạ, bắt buộc ạ. Uầy, thế thì bạn hôm nào bạn phải chơi cái game tôi bảo. Đây bạn ơi, về nhá, lấy cái bát, xong con em hiện ra. Xong mình ra chơi với con em luôn. Đấy. Xong mình ra xem nó hù nhau nào. Ôi, ăn trái ác quỷ, chân tay rất dài. Ôi mẹ mày, nó hù vãi lồn, biết thầy quay lưng lại đi cơm mẹ. Đi về tôi tưởng nó từ từ thôi. Sợ vãi lồn. Ủa thì chắc mình quay lưng lại một tí mà. Đi về sợ vãi lồn. Biết trước luôn rồi đấy. Tát hết cả tay chân nữa. Sợ quá. Thì... em bảo anh quay lưng rồi. Tao đéo nghĩ là nó hù nhanh thế, đi mẹ. Như kiểu thầy vừa nãy chả nhanh à. Cái gì không nhìn được không đâu. Hay thầy mình cũng quay lưng vào với thầy được không ta. Đấy, nhưng từ từ phải tính ra cái bát cơm này đâu. Cái quyển sách nãy còn chưa kịp đọc ạ. Mẹ cay thế nhở. Thấy dưới cũng lật để đây. Các bà. Đây á, à, bát này á, à, hay bát này nhở. À đúng mẹ thôi. Đúng rồi. Đi mẹ để mẹ đây luôn này. Từ từ nhá. Nhìn góc này này. Ô có quyển sách nữa kìa. Xem nào. Quy cách thờ cúng như đã đề cập ở trên.
Ngạ quỷ là những linh hồn phiêu bạt không được thờ cúng, không thể siêu thoát, nên là quy cách thờ cúng có phần tương tự như ma xó. Để chuẩn bị cần những vật phẩm được viết như bên dưới. À, cái ông kia là ông ma xó. Đúng rồi, ma đói đấy. Bàn thờ này, đây là bàn thờ rồi, lư hương có sẵn rồi này, nhang trầm đang đốt rồi này, cơm trong chén nhỏ. Khi ở nhà mỗi ngày cần thay cơm mới, thay nhang theo một giờ cố định, lúc vắng nhà bước vào nhà cần dâng cơm mới, tránh họa vào thân. É, thì dâng cơm, đơn giản. Đơn giản. Rồi, xong ma sẽ biến mất. Ui dồi, mẹ. Con rối to. Đi mẹ đi về được không? hết. Ô. Cảnh mới này. Ừ. Sao nữa? Đọc cái bên trái xem nào. Đây bây giờ. đi rồi. Sợ thế. Ai cả cứt điểm ra quần. Nói. Dành cho các gia đình mong cầu quý tử, bùa có một hình dáng như trong hình vẽ, một chén máu chó mực, một lá bùa có mộc chu sa. Nghi thức người làm lễ khấn cầu quỳ lạy số lần bằng số tuổi của mình trước khi chưa vị quan âm. Chết con mẹ, thằng này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Bước 1. Dùng cọ chấm máu chó đã được chuẩn bị sẵn. Bước 2. Vẽ hình như trình bày ở cột bùa. Địt mẹ trong quả hình vãi cứt. Người làm lễ khấn cần quỳ lạy số lần bằng số tuổi. Chuẩn bị một cây cọ, một chén máu chó mực, một lá bùa. Rồi, ok. Cây cọ như đủ trong đấy. Cây cọ lấy đéo đâu nhỉ? Cây cọ chắc kiếm đằng sau cái bàn này. Bàn này phải có. Ừ, mẹ ma cũng có nốt ruồi má trái này mày. Cây cọ có. Bạn vào lại phòng lúc ấy. Phòng này các bạn. Đi ra trái. Hình như có thêm phòng kia nữa. Vòng con ma nãy chặn đấy. Nó chặn thì mình sẽ đi vào đấy để lấy đồ. Ừ đúng rồi, nhưng đây để tao kiểm tra, đây còn gì không? Đây chỉ có cơm thiêu thôi, mình cần máu chó với cả cây cọ đúng không? Tân Tị Bạch Lạp Bạch Kim Lạp. 21 tháng 4 năm 1941. Này thờ cái đéo gì nhỉ? Dám như mùa đỏ. À đây này. 7 món đồ chơi dùng để dâng lên Phật là nhằm cầu con trai. Ui mẹ, cái đéo dâng lên Phật dâng cả Bitcoin ạ, mấy cái cứt thật. Ảo thật đấy. Ui. Máu chó đây rồi. Chén thích canh. Cái cọ lấy đâu nhỉ? Bàn thờ kỳ quái. Thôi nhá, đừng lật cái thức ăn kia lên nhá. Ừ, đéo biết tìm cây cọ ở đâu. Sang bên kia. Ê, đây còn cái gì này? Cần phải đặt một thứ gì đó vào đây. Đặt thử máu chó thôi này. Ờ, đúng rồi. Ui, cái cửa sau mở đấy. Cọ trong đấy rồi. Ờ, hết rồi đấy. Ô, ngày xưa nhà tao có cái rèm tua ruộng này. Ui. Đây, cọ đây, cọ đây này. Nhiều hương thế. Ui, cái gì đấy? What the fuck? Tưởng chổi lâu nhà chứ. Ừ, tao cũng tưởng chổi lâu nhà. Nước ở đâu chảy kìa? Đây nước kìa. Vòi nước. Bạn ấy. Từ, mẹ mày như nào ấy nhỉ? Đặt cái cọ. À, cái... Vẽ. Đặt vào đâu? Vẽ hình ấy. Cái bùa này. Vẽ cái bùa. Bùa chân tay kìa. Đây á? Chấm rồi. Đéo về đây lấy khôi. Dùng để viết thư hoặc vẽ bùa. Vẽ bùa anh ơi.
À may quá tao đéo phải vẽ. Gì đây? What? Ờ, hai lấy khoai này. Là tiếng game hay là tiếng ấy đấy? Ờ, tiếng lấy khoai. Lại hai lần là có 2 tuổi đấy à? Không sao nữa. Cái tượng trưng. Cái 2 tuổi lên mới đồ chơi trẻ em nữa. Rồi sao? Đọc lại đi, đọc lại đi. Ui đi mẹ, 589 luôn ạ, phải cẩn thận. Em chưa đọc được cái đấy à? Đéo đọc được luôn ấy. Không đọc đọc cái các bước này. Không không, đéo đọc lại được. Trong trống cái gì? Xong rồi. Thế xong mẹ rồi còn đéo nữa. Bạch Kim Lạp năm 1941 thì vẫn thế. Bốn tuổi à? Rồi sao? Nhâm sắp bị hù đó. Ừ, tao nghĩ tao sắp bị hù á. Chắc đi ra khỏi đây rồi. Thôi nhỉ, đéo con gì rồi, đi thôi. Được rồi, thôi đi. Sao tay nghe đây. Cắt tiếng là được mà bố má. Gì đấy? Cái đéo gì đấy? Đứa con gái. Mẹ nó đang quay lưng hay là nó đang quay đít đấy? Nó đang quay mặt rồi đây. Nhàng vụt qua nơi đây. Bên đường khác. Hèn. Quá rồi. Thôi cứt mẹ rồi. Đi rồi. Rồi. Đi đấy rồi. Bắt buộc rồi, bắt buộc rồi. Bắt buộc rồi, không đi đâu khác rồi, bắt buộc á. Anh biết chơi đến đây. Địt mẹ mày, hù bố mày đi. Hù đi. Hù đi. À, nó, đi theo nó, đi theo nó. À, dẫn đường rồi, dẫn đường rồi. Ồ, đây như con em mình hay sao ấy. Ui đi, mẹ mày dễ hù lắm mày, tao hay hù đằng khôi mấy quả đường khuất này lắm này. Anh sẽ phải trả giá. Ôi ơi, sau lưng anh kìa. Anh sẽ phải trả giá. Khôi dám xem kích. Ui thoát luôn. Quá, ai kích vậy, kỳ vậy? Đi bốc ra đấy. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Mua đến đây chắc là hết. Dạy thôi. Dạy thôi, dạy thôi. Đi học thôi. Học đi học online mà ăn đang dịch. Biết ngay mà. Mẹ à. Để mò. Quý 1 năm 2024. Vãi cả bìu nhỉ. Cái câu chuyện là đéo gì nhỉ? Là bố mẹ với cả con gái của thằng này mất rồi. Xong rồi thằng này dùng giấc mơ để lộn ngược lại. Ừ, hết. Thứ mà đọng lại sau cái demon thì tôi chơi làm con số may mắn mang số 41. Hai cái bàn thờ sinh năm 41 không ạ? Thế nhá.